Xin chào các bác nhá. Ở trong lô bên em mới với về đấy thì nói chung là toàn hàng rất là đẹp các bạn, toàn hàng rất đẹp. Đây, em tháo ra cho các bác xem nữa. Tháo ra vệ sinh mà trong nó chưa có bụi thế là thôi lại chả vệ sinh nữa. Độ sáng của nó thì quá là nét luôn. Ui giời. Đi qua nó chụp pha mắt cái là chói mắt. Trong cái lô đấy thì có ba cái con BEM 2R. BEM 2R này có nghĩa là nó tương đương với dòng BEM 200 ấy. Nó tương đương với dòng BEM 200. Đấy. Nó cái dáng của nó nhỏ hơn cái dáng của BEM 230 một chút các bác nhé. Đây, BEM 2R đây, nó tương đương với BEM 200. Mới tinh luôn các bác nhé. Đây là những cái băng keo nó cuốn nylon nó dính vào ấy. Đây các bác nhìn này, bên trong này, nội thất này. Đấy, tại vì cái mã này, mã BEM 2R 200 này nó chỉ có 3 cái thôi. Nó chỉ có 3 cái thôi. Thế là em đăng lên để em bán cho những anh em nào mà về soi cầu gương nhé. Anh em nào về soi cầu gương. Đấy, bác nào cái con này nó có 3 quả, hay bác nào mà mua một cặp giá sẽ là 4,5 triệu các bác nhá. Giá sẽ là 4,5 triệu. Đấy, một cặp giá sẽ là 4,5 triệu. Đấy, còn lẻ lại một quả này. Lẻ lại một quả này thì em sẽ bán với cái giá là 2,200,000. 2,200,000 một quả này. Để về cho các bác soi cầu gương các bác nhá. Các bác soi cầu gương thoải mái luôn. Cái bọn này bông rất to. Đấy, hơi bụi đi thôi. Và cái bọn này soi cầu gương hay một cái là anh em không cần dùng bàn và không cần chỉnh bằng tay cho nó mất thời gian nhé. Bình thường thì chỉnh bằng tay vẫn được. Nhưng mà con này này, chỉ cần cắm bàn DMX vào, xoay ra đến cái đúng cái chỗ mà mình cần ấy, xoay quả cầu mình cần ấy, xong rút tín hiệu bàn DMX ra để mình chỉnh cho những cái đèn khác là nó đứng yên như này. Đấy, mình pha vào đâu là đứng yên như này. Còn đây là cái độ sáng đó này các bác. Đấy. Đây là em đang phóng một cái con 230 và một cái con 200 này lên. Đấy, độ sáng các bác nhìn này. Nó không lệch nhau là mấy luôn, không nhìn được, không phân biệt, độ sáng nó gần như là như nhau các bác nhé. Đấy, độ sáng nó gần như là như nhau. Đấy, các bác xoay cầu gương bằng con này quá ok luôn, rất là hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhá. Đấy, hàng đây là toàn là hàng bãi xịn hết. Nhưng mà hàng bãi của em về nó còn đẹp như này các bác này. Đấy, hàng bãi của em về nó còn đẹp như này, các bác về dùng mỹ mãn luôn. Nhỏ gọn, xinh, nhẹ nhàng. Đấy. Còn đây là những con BEM 230 em đã mở ra các bác này. Quá là đẹp luôn. Đây như này. Đấy. Xuất sắc luôn các bạn. Đấy, 2,200,000 một quả này, 2,200,000 một quả cho các bác về soi cầu gương này. À mà giá em không bao ship các bác nhé. Giá này là giá em không bao ship ấy. Đấy, soi cầu gương này thì sáng quắc luôn. Rồi bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.